Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Club Bắc Ninh. Thì hôm nay em xin phép giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Vios và tư vấn cho anh chị. Nhiều anh chị là nhắn tin hỏi em là cái thông tin xe ra tết như thế nào, và trong thời gian sắp tới thì vẫn trong thời điểm được giảm thuế, nên là được áp dụng đến tháng 5, nên là thời điểm vàng để mua xe rơi vào khoảng tầm tháng 2, tháng 3, mới là thời điểm ra tết. Từ tháng 2 đến tháng 4 là thời điểm vàng để mua xe, bởi vì đến tháng 5 là quá sát cái thời điểm hạn giảm thuế rồi, nên là giá sẽ không còn tốt nữa. Nên là nếu mà anh chị nào cần em tư vấn thêm, nên là em sẽ làm một cái video giới thiệu cho anh chị. Thứ nhất là trong khuôn khổ video này em giới thiệu về cái dòng xe Vios. Thì Vios được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, là bản G có giá niêm yết là 581, bản E-CBT có giá niêm yết là 531, và bản E số sàn có giá niêm yết là 478 triệu. Và trong nếu anh chị nào muốn có cái giá tốt nhất sau khi ra tết thì alo với em qua cái số hotline để trên màn hình nhé. Em sẽ nhập thông tin của anh chị qua lên hệ thống. Thì khi nào mà nhảy giá sau tết tầm tháng 3 thì em sẽ có cái chính sách em cần nhật cho anh chị thì mới nhất. Còn hiện tại cái thời điểm gần tết này thì cái lượng xe nó cũng không còn nhiều, nên là cái chính sách bán hàng nó cũng không được tốt so với thời điểm ra tết. Xe Toyota Vios thì bên em hỗ trợ trả góp lên đến 90% giá trị xe, và thời gian vay tối đa là 7 năm. Nên là em tính cho anh chị sơ bộ, ví dụ như là muốn mua một chiếc xe Vios G có giá niêm yết là 581 triệu thì em đang tính theo giá niêm yết là anh chị cần chuyển trả trước 20% giá trị xe, là sẽ rơi vào khoảng 120 triệu, và cộng thêm cái phí thuế trước bạ sau khi được giảm 50%, và cái chi phí đăng ký sẽ rơi vào tầm hơn 40 triệu nữa, thì anh chị có khoảng tầm 150 thì sẽ có thể mang xe về. Và lãi suất thì nó chứng minh theo cái tài chính của anh chị, nên là nếu mà anh chị có nhu cầu tham khảo giá xe khi ra tết và tính cái chi tiết hơn về cái trả góp để nó tối ưu hơn cái tình hình tài chính, thì có thể là gọi điện giúp em qua số hotline sẽ tính cho anh chị cái kế hoạch chi tiết. Mà trong khuôn khổ video này thì em sẽ giới thiệu nhanh như vậy, và cần thông tin gì thêm thì có thể alo với em qua số điện thoại em trên màn hình nhé. Em xin phép hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.